Ê, làm vụ gì vậy? Không biết đâu, hàng của anh nè, giao thấy kính hiển vi vậy nè. Em cái gì? Rồi em mở ra em kiểm giùm anh nè. Shipper mới giao hàng luôn hả? Đúng rồi. Giao gì vậy? Rồi, cái miếng giấy với đất là gì vậy? Kính hiển vi điện tử gì á. Sao đâu được rồi. Em lấy ra em gáp em thử nè. Cái này là coi như là một món quà anh mua cho em đó. Đó, này là hỗ trợ để cho em đọc linh kiện, em sửa máy hàng cho nó chính xác nè. Đọc số cho chính xác. Phải không? Thấy em rõ nét không? Và cái này á là nó sử dụng cái pin sạc luôn. Sử dụng cái pin sạc luôn ha. À nè phải không? Có cộng à, dây này gì để dây sạc nè. Nè, mà ừ đúng rồi. Nó rất là rõ nét luôn á. Cực kỳ rõ nét luôn nha các bạn. À, một cái máy như vậy á mình mua hơn 800 cành đây. Chỉ hơn 800 cành mà có cái máy rất tuyệt vời hỗ trợ chúng ta sửa chữa những cái vi mạch nhỏ nhỏ rất là tuyệt vời luôn các bạn. À, như cái này là thật sự là mình muốn chia sẻ tới các bạn mà làm nghề á. Đó. Chỗ này chúng ta có thể điều chỉnh cái tiêu cự đó nè. Nghe nè. Đó, phóng to, phóng nhỏ nè. Đó, điều chỉnh cái tiêu cự đó ha các bạn. Chỉnh độ nhè nè, đó rồi ở chỗ này. Ở chỗ này chúng ta có thể là di chuyển lên xuống chỗ này ha các bạn. Đó. Đó lên nè. Lên cái nó nhè đúng không? Đó xuống nè. Ở đây nó có cái đèn sôi nè. Rất là rõ nét luôn các bạn. À, số tiền bỏ ra chưa đầy 1 triệu mà chúng ta có thể sở hữu một cái kính hiển vi điện tử như thế này quá tuyệt vời luôn. Ngày xưa thì làm gì có cái công nghệ này. Ngày xưa chúng ta chỉ sử dụng những cái kính lúp. Nhưng mà giờ đây thì chỉ hơn 800 cành thì chúng ta có thể mua một cái kính hiển vi điện tử như thế này. Còn mua ở đâu thì các bạn có thể lên trên sàn thương mại điện tử ha. Mua. Mình không có bán nha các bạn. Gọi đây thử coi, gọi đây thử coi bình thường có cái này rồi sao đọc. Đâu. Bình thường thì không thể nào đọc được luôn các bạn. Đúng, bình thường là không thể nào đọc được luôn. Đó, mặc dù cái điện thoại mình cũng có thể zoom được nè, phóng to được nè. À, nhưng mà khi mà qua một cái kính hiển vi điện tử như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng mà đọc được. Đó. Không có tê bài, kéo về cái phòng. Đó, rất là rõ nét đúng không các bạn? Rất là tuyệt vời luôn. Nếu như mà anh em nào làm nghề á, đặc biệt là mấy anh em làm nghề điện tử thì chúng ta nên đầu tư một cái máy như thế này ha. Rồi.